Lâm, Lâm à, cái gì mà khóc nức nở vậy? Chị cứ để cho em khóc đi, chị đừng có khiều em nữa. Trời ơi, có gì từ từ nói mà sao hẹn chị tới lầu 9 lần. Trời ơi, cái gì á, sao cái mắt em quần thâm hết trơn mà giống như con gấu trúc vậy? Em khổ quá chị Khánh ơi, vào đây công việc nó không có được tốt quá chị. Rồi em đi múa lửa bị phỏng nè, rồi mưa gió, rồi xô bị bể hết trơn à. Bây giờ em bị stress quá mà bây giờ mặt mày vậy ai kêu xô em chị. Rồi bây giờ chị có biết cái ba nào hay chăm sóc, sóc nhan sắc để cho em đẹp hơn, để cho tất cả đạo diễn chú ý tới gương mặt của em chị? Theo những gì mà em chia sẻ với chị á, thì chị nghĩ là bây giờ là cuộc sống em bây giờ là bế tắc rồi đó. Dạ, đúng rồi. Mà chị thấy là không có cái spa nào có thể chăm sóc cho nhan sắc của em mới lên được nữa. Không ấy nhảy luôn đi cho nó lẹ. Chị ơi chị ác quá vậy, chị hãy giúp em được không? Nói chơi vậy thôi chứ chị hiểu rồi. Chị nghe người nhà của em chia sẻ bữa giờ tình cảnh của em rồi. Dạ. Tức là bây giờ là bị stress nặng đúng dạ, không? Đúng rồi. Chị nghĩ là tại vì em sống trong một cái không gian nó bị hơi tù túng á, thì bây giờ chị sẽ giúp em bằng cách đó, chị sẽ dẫn em đến một cái ngôi nhà, gặp chị chủ nhà rất là dễ thương và gặp một người kiến trúc sư rất là giỏi để mà nghe hai người phụ nữ đó chia sẻ về cái ngôi nhà rất là xinh xắn để em có kinh nghiệm để bố trí cho mình một không gian thật là đẹp. Hay quá thiệt hả chị? Vậy bây giờ mình đi liền nha chị. Giới thiệu với chị Thanh và giới thiệu với Diệu, đây là diễn viên Dương Lâm, cái người đang rất là mong muốn được nghe hai người phụ nữ xinh đẹp trò chuyện về ngôi nhà rất là tuyệt vời này. Dạ em chào chị. Dạ. Chào em. Em chào chị. Chào. Tại vì khi mà em mới vô đây á, em cảm giác cái không gian là thoáng đãng, thiên nhiên thì bao la đó, cây cối đồ. Em cảm giác đang ngồi trên ngọn núi á chị. Nó mát mà mẻ mà gió mát lắm. Bây giờ em muốn hỏi chị thiết kế là nguyên nhân, cái động lực nào, cái ý tưởng mà chị thiết kế cái căn nhà em cảm giác nó thoải mái lắm. Tại vì ở đây á, cái view của nó là nó hơi đặc biệt, là buổi sáng á là mình sẽ đón được cái ánh nắng mặt trời mọc từ cái hướng này vô, với lại cái thói quen sinh hoạt của gia đình chị Thanh á, thì chị muốn là cái không gian mở để vợ chồng con cái sau giờ làm việc, sau giờ đi học á, thì là mình sẽ có những cái không gian sinh hoạt chung để mọi người giao lưu tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cái này thì chắc chị Thanh cũng chia sẻ thêm để cho bạn Lâm với lại chị Khánh biết hơn. Sau một thời gian khi mà mình đi nhiều, mình trải nghiệm nhiều, thì chị thấy là cái phong cách mang hơi hướng cổ điển nhưng mà châu Âu và nó hơi đồng quê một tí. Nhất là chị rất thích cây. Mặc dù nhà chung cư thì mình đâu có đất để trồng cây, nhưng mà mình sẽ cố gắng là mình đem cây vào trong nhà. Thì ví dụ như là cái không gian này, cái không gian bên bếp. Cái thứ hai là cây hoặc là hoa, thì em sẽ thấy là ngồi ở đây, cái nguyên tắc của chị là em ngồi bất kỳ góc nào trong nhà em cũng có thể nhìn thấy hoa. Và em đang nhìn một bông hoa. Hoặc là cái ghế chẳng hạn, những cái họa tiết hoa thì rất là nhiều. Thì chị nghĩ là mình sẽ tạo ra những một vài cái không gian xinh xắn đấy, giống như vậy mình đặt những cái này lên thì nó sẽ mềm mại. Đó. Và cái nguyên tắc thứ hai nữa là có rất nhiều chỗ để giấu. Ví dụ em nhìn cái bàn này đi. Dưới cái bàn này là tất cả những cái lọ hoa mà chị thích. Em đâu biết đâu, bây giờ chị mở ra nó làm cái kho. Hoặc là đằng sau hai cái kính kia thì nó là hai cái kho và cái toilet. Rất là thú vị. Với cuộc trò chuyện tại phòng khách thì chúng ta sẽ đi dạo trong cái ngôi nhà để chúng ta tham quan những không gian khác trong ngôi nhà hả chị ha. Chúng ta qua một khu vực khác của phòng khách thì phải nói là một cái sự liên thông rất là chặt chẽ, và phải nói là một cái không gian rất là tuyệt vời. Ngồi ở đây mà xem tivi, và thật ra thì nếu như mà Khánh ngồi ở đây, Khánh không xem tivi đâu, Khánh ngắm nhà nhiều hơn. Nếu mà em nhìn như vậy thì em thấy nó rất là đều, nhưng mà em biết không, đây là hai cái kho của chị.
Đấy, nếu như mà trong kho đấy em sẽ không thể nào biết được là đằng sau này nó có cái gì thì đấy. Đây là một cái khu vực là toilet cho khách. Diệu ơi, Khánh cũng rất là ấn tượng với cái trần nhà của mình, đó là những cái miếng lam mình ốp lên trần nhà. Thì đây là ý tưởng của Diệu hay là của anh chị ạ? Cái này là ý tưởng này là kết hợp giữa anh Tiên chủ nhà với lại mình luôn. Tại vì cái không gian này á, nó như là một cái không gian đệm nối giữa cái phòng khách với lại cái phòng ăn. Thì cái chỗ này nó cũng là chỗ sinh hoạt chính của gia đình, nhưng mà vì cái view á, cái cảnh quan á, ở chỗ này á, thì cái ánh sáng nó vô nó rất là đẹp. Cho nên á, là mình muốn làm cái này cho nó tạo cái không gian nó hơi outdoor một chút xíu. Cho nên là mình sử dụng những cái lam này. Tại nhờ những cái lam này thì có một cái rất là hay là em sẽ thấy là trong nhà này hoàn toàn không có kèo cột. Khi mà mình đập những cái nhà ra nó lộ ra rất nhiều cái cột, thì đây là những cái cột này. Một cái cột, hai cái cột, ba cái cột, bốn cái cột và năm cái cột. Nhà này có năm cái cột nhưng mà nếu mà em nhìn trong không gian này em không nhìn thấy bất kỳ một cái cột nào hết. Thì đấy là một cái xử lý rất là khéo léo của kiến trúc sư. Quá khéo léo, cái gì cũng che được hết, giấu được hết luôn. Đúng rồi, kho giấu, cột giấu, được cái sắt thì chị giấu. Đúng rồi, trong đây đúng là căn bếp mơ của chị đấy. Dạ đúng rồi, mơ của em, của chị ạ. Tại vì nội thất bếp nó cũng thay đổi nhiều và nó cũng hỗ trợ mình nhiều trong cái chuyện cất đồ. Ví dụ như là một cái kho bé thế thôi nhưng đằng sau nó có nhiều thứ lắm. Hoặc là chúng ta đang đứng trên một cái kho khác, đấy là trong cái miếng này. Ở trong cái miếng này có rất nhiều chỗ để những cái thứ khác nhau, mà nếu mà nhìn ở ngoài thì nó chỉ là một cái miếng trang trí thôi. Mình cứ nghĩ là một cái đảo bếp thông thường thôi, nhưng mà trong đó nó chứa được rất là nhiều vật dụng trong bếp. Thì nó có rất nhiều công năng ở trong đây. Quá tuyệt vời, tức là phù hợp được cái việc mà cất đồ của chị Thanh nhưng mà lại rất là đẹp về cái hình thức của nó nữa. Rất là tuyệt vời. Gỗ chính là cái tông chủ yếu đúng không chị? Như vậy mà khi mà thiết kế gỗ như vậy mình phải lưu ý cái gì không, chị có thể chia sẻ cho em được? Tức là nếu mà mình sử dụng gỗ mà cái gỗ tự nhiên á, thì là mình phải chọn lựa cái chất liệu gỗ cho nó phù hợp với lại cái thời tiết, để cho nó không có bị giãn nở với lại bị cong vênh. Đúng rồi. Còn tủ bếp đồ này kia thì mình phải xài cái chất liệu chịu nước. Có thêm kinh nghiệm trong việc xài gỗ rồi ha. Cái việc mà mình có được một cái khu vườn như thế này thì nó có vất vả, khó khăn gì không thưa chị? Cũng đã học được khi mà mình đi nhiều những cái vườn cây mà ở nước ngoài, thì mình thấy được là có thể là có những khu nhỏ nhưng họ làm rất đẹp là bởi vì họ trồng layer. Và em sẽ thấy là mình sẽ cố gắng là tạo một cái cây gì đó cao cao, xong dưới cái cây nó có cái cây thấp thấp, xong ở dưới đó có cây thấp hơn. Và mình cố gắng mình chọn những cái cây gì mà có những cái nó có thể không có hoa nhưng cái lá nó cũng đẹp. Thì ví dụ đây là cây liệu. Chị rất thích cây liệu và cây liệu nó rất là phù hợp với cả cái phong thái vintage của chị. Và ấn tượng của em đó là hai cây đèn được trang trí thành hai cái lồng chim. Là tại vì mình thích cái đèn này rồi mình sắm một cái vườn này, hay là mình có vườn rồi mình sắm hai cái lồng chim ạ? Hiển nhiên là mình phải có cái vườn rồi mình nghĩ đến đèn. Trong một cái không gian thiên nhiên thì chị thích cái gì mà nó thiên nhiên thì chị hay nghĩ đến chim chóc. Thì chị mới nghĩ là làm như nào để mà làm đúng cái lồng chim. Thì chị có đi gặp một cái anh thợ làm đèn và anh cũng rất là chịu khó, anh ngồi anh làm cho mình hai cái lồng chim, xong anh cũng có cái ý tưởng là lắp thêm mấy cái này. Đó, hoặc là ví dụ đằng sau lưng em là một cái đèn cũng là anh làm, cũng là một cái đèn handmade. Chị ơi, khi mà em vô nhà chị em thấy là hoa được trang trí khắp mọi nơi. Vậy khi mà mình trưng hoặc là mình trồng hoa về, mình có phải lưu ý gì để cho căn hộ mình đẹp hơn, sang hơn, thoáng mát hơn không chị? Thực ra hoa cũng như người thôi. Hoa em nhìn vậy đẹp cho, nhưng mà đằng sau là rất nhiều công sức chăm sóc. Lúc nào cũng tươi thì ngày nào mình cũng phải tưới. Và thực ra cây thì cũng có một thời gian, có những cây nó hợp, cái khí hậu cũng không hợp thì mình phải thường xuyên mình thay cây. Dạ đúng rồi, tức là muốn hoa tươi là mình phải chăm sóc. Thì nãy giờ chị muốn là một bông hoa tươi chăm, đúng không? Là ông xã chị chăm sóc chị rất là kỹ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ em cảm ơn chị Diệu rất là nhiều. Nữ hoàng thiết kế đã thiết kế ra một cái căn nhà rất đẹp, rất tinh tế như thế này. Dạ em cũng cảm ơn chị Thanh rất nhiều đã cho em ghé cái gia trang của chị, cũng như cho em mở mang cái tầm mắt.
và xem được cái bộ sưu tập rất là đẹp, rất là cái mỗi cái gì cũng có ý nghĩa của nó của chị. Và đến đây em có cảm giác cái không gian là thoáng đãng, yên bình lắm. Mỗi khi mà em stress cho em xin chị qua đây cho em nghỉ dưỡng chừng tháng nha chị. Qua trà chiều. Dạ, trong đó có em. Dạ, Lê Khánh xin được thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi đến chị Thanh kỷ niệm chương của chương trình. Hay trả lời cảm ơn. Em. Dạ, và chúc cho Diệu và chị Thanh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Chị cũng cảm ơn em và cảm ơn chương trình. Hy vọng là chương trình cũng sẽ giới thiệu đến bạn xem đài thật là nhiều những không gian sống đẹp để mọi người cũng có cảm hứng để tạo ra những không gian sống đẹp hơn cho mình. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Chống thấm cùng chuyên gia. Quý vị thân mến, vừa qua chương trình Nhà đẹp quanh ta có nhận được lá thư của khán giả Hoàng Long ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau. Nhà tôi xây 5 tầng sát với nhà hàng xóm, tường giáp với hàng xóm nhưng do sang bên đất của hàng xóm nên họ không cho dựng giàn giáo nên không trát được mặt ngoài. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào để chống thấm cho tường ngoài triệt để? Vì hiện nay mỗi mùa mưa, tường nhà tôi thấm bên trong rất nặng. Lê Khánh xin được mời tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hùng sẽ trả lời thay cho chương trình về câu hỏi của anh Long. Xin được chào tiến sĩ ạ. Vâng, xin chào chị. Như vậy thì đối với trường hợp nhà của anh Long thì chúng ta sẽ có những giải đáp như thế nào ạ? Vâng, xin chào anh Long, xin chào khán giả. Cái trường hợp anh Long vừa nêu ấy thì chúng ta rất thường xuyên gặp ở trong các cái khu đô thị, ở trong các cái thành phố. Trong trường hợp nếu hai cái nhà xây cạnh nhau ấy thì cái phần tường tiếp giáp giữa hai nhà thông thường là chúng ta không trát được. Còn trong trường hợp nhà của anh Long thì tôi không hiểu là cái hoàn cảnh nó cụ thể như nào. Nếu nhà của anh là nhà 5 tầng và cao hơn nhà của hàng xóm ấy, thì cái tường phía trên của nhà anh vẫn có thể trát ở phía bên ngoài được mà không cần phải bắc giàn giáo ở phía bên nhà hàng xóm. Cái phần tiếp giáp giữa hai cái tường nhà nó có cái kẽ hở, và trong cái trường hợp nếu nước mưa nó rơi vào ở cái kẽ hở đấy thì nó sẽ làm cho tường bị ẩm. Đấy, và hơn nữa cái vùng đấy nó tương đối kín thì cái ẩm nó lưu giữ lâu và nó rất dễ gây ra cái hiện tượng là thấm. Thì đối với cái trường hợp thấm như này thì chúng ta phải xử lý một cách tương đối toàn diện. Cái thứ nhất là đối với tường của nhà anh Long ấy, thì do chúng ta không xử lý thấm được ở bên ngoài thì bắt buộc chúng ta phải xử lý thấm ở phía trong, tức là chống thấm ngược. Tiếp đến nữa là chúng ta phải ngăn cản nước nó lọt vào cái khe hở giữa hai bức tường. Nếu trường hợp là nhà hàng xóm cao hơn nhà của anh Long, tức là nhà của họ phải 6 hoặc là 7 tầng gì đấy, thì chúng ta sẽ gắn một cái tấm tôn lên tường của nhà hàng xóm và chảy xuống ở phía của nhà anh Long. Và trên tấm tôn đấy thì chúng ta có thể là bắn thêm keo silicon hoặc là dùng các cái sơn phủ ở chống thấm khác. Còn trong trường hợp nếu nhà của anh Long lại cao hơn nhà của hàng xóm thì trong trường hợp đấy cái tấm tôn sẽ gắn lên trên nhà anh Long và có cái cấu tạo tương tự như vừa nêu. Vâng, như vậy là để chống thấm nó hiệu quả và triệt để thì không những cái bức tường của anh Long ấy phải chống thấm ở phía trong cho thật tốt, mà ngoài ra chúng ta còn là dùng cái tấm tôn để ngăn cản khi nước mưa hoặc là các cái dạng nước khác nó lọt qua cái kẽ hở giữa hai cái bức tường của hai cái nhà. Dạ, vâng. Đó là những cái phương pháp mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái trường hợp nhà của anh Long. Vâng. Và chương trình cũng hy vọng rằng là anh Long sẽ thuyết phục được nhà hàng xóm để cho gắn tôn lên để khắc phục cái tình trạng bị thấm dột trong ngôi nhà của anh Long ạ. Vâng, theo tôi thì nhà hàng xóm cũng sẽ đồng ý thôi. Tại vì cái việc thấm này nó sẽ ảnh hưởng đến cả hai nhà chứ không riêng chỉ nhà anh Long. Tại vì mỗi khi mà cái kẽ hở giữa hai nhà nó ẩm ướt, thậm chí nó ngập nước ấy, thì cái việc thấm ấy nó sẽ ảnh hưởng đến cả hai. Dạ. Vâng. Xin được cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Vâng. Quý vị thân mến, những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hùng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ, chúng tôi xin mời quý vị cùng gửi về email của chương trình nhà đẹp quanh ta amoc@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Sơn Boss, sống và đam mê.